Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện có tựa đề Quán quân chạy dài, thỏ trắng. Thỏ thì có hai loại, thỏ rừng và thỏ nhà. Chúng đều có cái tai to, cái miệng chia làm ba múi, cái đuôi thì ngắn, vểnh lên trên. Chi trước thì ngắn hơn chi sau, giỏi chạy nhảy. Thế rồi vào một ngày đẹp trời, họ hàng nhà thỏ long trọng tổ chức cuộc thi chạy dài, có mời muôn thú đến tham dự. Mấy trăm chú thỏ khi nghe thấy hiệu lệnh đều cố gắng lao như tên bắn về phía trước, không con nào nhường con nào, không khí cuộc thi vô cùng sôi động. Thỏ trắng dẫn trước đoàn đua rất là xa, về đích đầu tiên. Trên bục phần thưởng, thỏ trắng được trao huy chương vàng. Thỏ trắng nhận được sự tán dương nồng nhiệt của khán giả vì cơ thể vạm vỡ và tư thái ung dung. Từ đó trở đi, thỏ trắng đi đến đâu cũng đều nhận được sự ngưỡng mộ và ánh mắt của các loài vật. Nhiều loài đã bái thỏ trắng làm thầy. Lâu dần, thỏ trắng trở nên kiêu ngạo, cho rằng không ai có thể chiến thắng mình. Buổi sáng tinh mơ, khi các bạn của thỏ dậy sớm để tập thể dục, thì thỏ trắng vẫn ngủ ngon giấc, cơ thể rắn chắc dần dần nặng nề, chậm chạp. Chỉ mới đi bộ thôi mà thỏ trắng cũng thở hổn hển. Mùa xuân năm sau, cuộc thi chạy dài lại được tổ chức. Thỏ trắng cũng tham gia. Trên đường đua, các vận động viên thỏ đều nỗ lực hết sức mình, còn thỏ trắng không thể chạy nhanh được nữa và về đích sau cùng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cô cũng rút ra được một bài học đạo lý sau khi câu chuyện kết thúc. Các em ạ, kiêu ngạo khiến con người trở nên lạc hậu. Thỏ trắng đang ở vị trí quán quân, nhưng vì kiêu ngạo, lười biếng, nghĩ rằng mình tài giỏi hơn người, không cần rèn luyện nên đã tụt xuống vị trí cuối cùng. Đó là bài học đáng ghi nhớ cho mỗi chúng ta. Hãy nhớ đăng ký và ấn chuông để nhận được những bài học từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em nhé.